Hello các bạn, mình là Tony Code Dạo. Chào mừng các bạn đã lại với series Code cùng Code Dạo nha. Thì hôm nay tụi mình sẽ học Git trong vòng 15-20 phút. Trong video này mình sẽ dạy các bạn cách sử dụng Git và cách dùng GitHub trong các dự án. Thì là một kỹ năng rất là quan trọng, các bạn sẽ sử dụng từ lúc mới ra trường, từ lúc làm đang tốt nghiệp cho tới lúc đi làm 3-4 năm luôn. Cái kỹ năng này á thì không khó học, nhưng mà nhiều trường thì họ lại không dạy, tại vì họ nghĩ là cái này cũng không khó, cũng dễ học sinh tự học được. Nhưng mà nhiều bạn không biết. Do vậy thì trong clip ngắn này mình sẽ gắn cho nó ngắn gọn càng tốt. Các bạn sẽ học Git từ cơ bản tới nâng cao trong vòng 15-20 phút nha. Ok, bắt đầu thôi nè. Ok, tụi mình cùng bắt đầu ha. Thì đây là một cái slide đợt xưa mình là thằng có thể gai dùng để giải thích về Git và GitLab, GitHub, nhưng đợt đó là chất clip chất lượng kém quá nên kỳ này mình remake lại nha. Vừa ngắn gọn xúc tích lại dễ hiểu hơn nha. Ok, thì hôm nay chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu sơ về source control là gì, Git là gì, GitHub này nọ là gì. Tiếp theo là chúng ta sẽ Git cài đặt thì dễ là các bạn tự cài nha. Sau đó mình sẽ các bạn những cái bước cơ bản như là tạo Git repository rồi clone về, rồi pull push như thế nào, rồi một số bước nâng cao như là tạo branch rồi merge rồi tạo một request vân vân nha. Cũng không khó lắm đâu. Thì đầu tiên muốn biết Git là cái vẹo gì thì các bạn phải biết là source control là cái vẹo gì. Thì source control nó là một cái chương trình để quản lý source code. Tức là các bạn làm kiểu sinh viên á thì ngày xưa các bạn làm theo kiểu á là chia ra mỗi đứa code một cái phần nhỏ nhỏ, sau đó là ghép code lại, rồi lúc ghép code có vấn đề gì á thì ngồi xử lý, rồi mỗi lần mà sửa gì thì lại sửa phần của mình, rồi gặp nhau ghép code lại tiếp. Thì cách này nó khá là ngu và khá là bực mình, tại vì á, dự án 20 người sao dự án mà nhiều người á, mà 10 người không thể nào mà cứ hẹn nhau mà ghép code được. Do vậy thì phải có một cái source code chung, và cái source control này là quản lý cái source code đó. Thì nó là cái hệ thống giúp lưu trữ mọi thay đổi của source code. Ví dụ bạn muốn tạo một file mới, gõ thêm vài line, bạn xóa bớt vài line thì nó sẽ lưu trữ hết, và nó giúp mọi người làm việc cùng một lúc. Tất cả những thay đổi trong source code của bạn á là nó sẽ được lưu lại, và các bạn có thể xem lại code này do ai viết. Hoặc là các bạn như khi các bạn code mà không sử dụng control, các bạn gặp tình trạng á là các bạn code nó chạy được rồi, cái hôm sau tự nhiên chết mẹ không chạy được nữa, giờ là sao để quay lại code cũ chạy được không biết, cái bắt đầu rối lên. Trong khi có source control các bạn code chạy được rồi thì nó sẽ lưu lại trong source code đó. Khi mà các bạn viết thêm code, các bạn sửa mà nó bị sai gì, các bạn chỉ không chạy được, các bạn chỉ cần revert lại cái phần cũ là xong, là không lo mất code. Thì hầu như là các công ty to nhỏ gì họ đều dùng source control cả. Thì Git là gì? Thì Git cũng là một cái dạng source control. Thì trước đó á thì người ta hay dùng SVN hoặc là Git. Thì hồi trước là Google, nó có Google Code, nó hỗ trợ SVN dùng khá là tiện, nó dùng SVN nhiều. Nhưng mà gần đây á thì là người ta chỉ mới dùng Git nhiều hơn, do GitHub nó phổ biến quá rồi, hầu như công ty nào mình đi làm cũng dùng Git cả. Nó là một cái phần mềm thôi, các bạn chỉ cần học cách sử dụng nó là được. Có ba khái niệm của Git mà các bạn cần nhớ, đó là khái niệm repo, khái niệm commit và branch là được. Thì repo là gì? Repo có thể coi nó là một cái dự án, một cái chứa toàn bộ source code. Repo nó có rất là nhiều. Commit thì commit là mỗi lần các bạn mà sửa code, các bạn thêm file, xóa file, sửa file gì á, nó thay đổi code thì nó sẽ là một commit. Những cái commit đó nó sẽ được lưu vào repo để các bạn có thể truy ra là code này do ai sửa, ai xóa, ai thêm. Repo thì có hai loại là local và remote. Local tức là cái repo trong máy các bạn á, còn remote tức là cái repository nó nằm ở trên máy chủ, trên máy khác và mọi người có thể thấy, có thể pull về được. Và các bạn sẽ dùng một vài hàng như là git pull, git push để các bạn đồng bộ cái source code từ máy bạn tới máy ở remote. Và còn branch là một cái khái niệm cũng hay dùng, đó là khi các bạn làm source code á thì các bạn chỉ có một nhánh thôi, là nhánh master thôi, thì các bạn muốn tách thành nhiều nhánh khác để các bạn code cho nó không có bị lẫn lộn nhau, thì các bạn tạo một cái nhánh mới gọi là branch. Và thường thường các công ty thì họ sẽ làm là mỗi chức năng á, hoặc là mỗi lần sửa thì nó sẽ tạo ra một branch mới. Thì cái này các bạn coi tới phần sau mình giải thích rõ hơn nha. Ok, bắt đầu thôi nè. Thì các bạn nào muốn tải Git thì bấm cái link này nha. Bạn nào mà muốn coi link slide thì coi link dưới description, nó có luôn nha. Rồi tôi giới thiệu thêm một tí lý thuyết mà trước khi bắt đầu thực hành nha. Thì GitHub là gì, có ăn được không? GitHub là một cái trang rất là phổ biến mà hầu như là các dự án lớn lớn nhỏ nhỏ gì đều có những GitHub cả. Thì nó là nơi chứa rất là nhiều source code để mọi người có thể vào xem thử. Ví dụ như mấy cái framework như Angular, React này nọ này, nó cũng chứa source code trên GitHub. Git thì bản chất nó chỉ hỗ trợ quản lý source code thôi, nhưng mà GitHub nó sẽ gắn thêm cho các bạn một số cái tính năng khác hay ho hơn, như các bạn có thể xem source code trực tiếp nè, hoặc là các bạn có thể tạo merge request nè, hoặc là các bạn có thể quản lý phân quyền nè. Ví dụ như ở đây á thì đây là một cái Git repository của mình nè, thì mình có thể xem source code trực tiếp nè, mình có thể xem commit của mình nè, và mình có thể đưa cái link, gửi cái link này cho các bạn khác để mọi người vào xem chung, hoặc là mọi người pull code về mọi người. Tóm lại thì GitHub nó là mở rộng cho Git, nó giúp Git có khả năng là code chung nè, khả năng lưu trữ repository ở trên mạng nè, và biểu tượng là có bạch tuộc thần thánh ở trong các phim trẻ em của Nhật nha. Ok, bắt đầu thôi nè. Đó. Ok, thì tụi mình cũng bắt đầu thôi ha. Thì đây là những lệnh Git cơ bản mà các bạn hay dùng. Thì nói thật với các bạn á, mặc dù Git nó có khá là nhiều lệnh, nhưng mà nói thật từ lúc đi làm tới giờ vài năm mình chỉ dùng khoảng cỡ tầm 5 tới 10 lệnh là nhiều nhất rồi, chứ cũng không có cần dùng hết đâu. Thì những lệnh cơ bản mà các bạn có thể xem trong này thì Git init tức là nó sẽ tạo ra một cái repository trong máy bạn, clone tức là lấy từ trên mạng về, và pull tức là đồng bộ từ trên mạng về máy. Còn khi các bạn thêm file, các bạn muốn sửa gì, các bạn sẽ dùng Git add, Git commit để các bạn thêm nó vào cái repo trong máy, và các bạn Git push để các bạn đồng bộ từ máy lên repo trên mạng, và Git log hoặc là Git status là dùng để check xem trạng thái của mấy cái file trong máy bạn như thế nào thôi.
Thì đây là những lợi gọi là rất cơ bản luôn, các bạn chỉ cần nắm những lợi này các bạn đủ để làm việc trong một nhóm rồi, không cần quá nhiều đâu nha. Thì đây là cái mô hình nè. Thì thường thường á, cái remote repository này á, thì nó sẽ là GitHub hoặc là GitLab hoặc là một cái trang này đó nó chứa Git, và các bạn khi các bạn gặp cái này các bạn sẽ clone về máy các bạn nè để các bạn làm việc. Sau khi các bạn làm việc xong á, các bạn sẽ commit nó vào máy chính và các bạn push lên để đồng bộ với lại repository trên mạng. Hoặc là khi mà có người sửa cái repository này á, thì các bạn sẽ chạy lệnh pull hoặc là fetch remote để các bạn lấy đồng bộ cái code từ cái repo này tới cái local, và người khác cũng làm tương tự vậy. Thì nói lý thuyết thì nó hơi phức tạp một tí, nhưng mà làm thì dễ lắm, để mà demo nhanh là được nha. Ok, thì đầu tiên cái đó là các bạn giả sử các bạn có một cái source code như thế này nè. Các bạn có một cái dự án là GitHub demo, các bạn có source code là anh thằng đẹp trai vải đái này, giờ các bạn muốn share để mọi người trong nhóm, ví dụ nhóm bạn có 3-4 người cùng làm cái web chẳng hạn, thì các bạn làm sao? Thì đầu tiên á, thì các bạn sẽ phải lên GitHub này nha. Các bạn tạo một cái repo, thì tạo đặt tên repo là ok, thì các bạn cứ để bình thường thôi. Cái này là đây là thông tin các bạn có, đúng không? Sao các bạn tạo một cái repo nha. Rồi sau đó nó sẽ hướng dẫn khá là chi tiết nè. Các bạn nếu mà các bạn chưa có source code á, thì các bạn sẽ tạo một cái repository từ trong máy bạn luôn. Thì các bạn chạy lệnh git init nè. Mình có thể dùng tool, nhưng mà mình nghĩ các bạn nên dùng command line để cho dễ hiểu, thì bật terminal lên. Đó, các bạn nên dùng command line để cho dễ hiểu, thì mình sẽ tạo git init nè. Là mình đã tạo một cái git repo ở trong máy mình nè. Sau đó là có cái mình dùng git status để mình xem đây là trạng thái các file. Thì ở trạng thái file này có cái file init.html mà mình chưa bỏ vô nè. Thì giờ là sẽ để bỏ cái file này vô staging, thì mình sẽ dùng lệnh git add index.html. Đó, rồi giờ mình chạy git status lại nè. Thì cái file này á nó đã chuẩn bị sẵn sàng để commit rồi. Thì mình sẽ chạy lệnh git commit. Thường thường khi các bạn commit, các bạn không thể nào commit không, các bạn phải gọi một cái message để người ta biết commit này là tác dụng là gì. Thường thường thì các bạn sẽ phải giải thích đó là commit này là để làm cái việc gì đó, để người ta đọc lại cái story, người ta sẽ hiểu các bạn làm gì nha. Thế như là add index.html file. Ok, các bạn đã commit được vào đây. Đây là cái việc nãy giờ các bạn đưa cái file đó là từ cái working vào staging này nè. Các bạn commit nó đã vào local rồi. Thì để kiểm tra thì các bạn có thể gõ là git log. Thì các bạn thấy là các bạn đã có commit đó, các bạn đã gắn cái file này vào rồi. Nhưng mà ở trên mạng chưa có, trên mạng thì nó vẫn trống nè. Thì giờ đã đồng bộ cái của trên mạng, cái của máy mình với trên mạng, thì đầu tiên các bạn là sẽ phải là git remote at origin, tức là gì? Tức là cái này á thì nó sẽ gắn một cái tag origin vào cái URL này, tức là nói cho cái git ở máy mình biết đó là ê mày có một cái repo tên là origin và URL nó là cái này, nếu mà mày put lên đó thì mày sẽ phải put lên cái địa chỉ URL này, enter này nha. Xong rồi là bước tiếp theo là gì? Bước tiếp theo là các bạn sẽ put origin master, tức là các bạn đang push từ brand master của git trong máy bạn lên cái repo của GitHub nha. Thì các bạn push nè. Sau khi các bạn push xong á, chờ một xí. Đó, sau và các bạn refresh lại nè. Các bạn thấy đó, cái source code của mình là có trên này này, cái HTML nè, và mình có thể copy cái URL, mình có thể đưa cái URL này cho bạn bè để họ vào họ xem source code, họ có thể tải về máy họ code tiếp nha. Giả sử các bạn muốn thêm file chẳng hạn, các bạn muốn thêm một cái file khác, ví dụ như là file about, thì about thì có là bạn nhớ subscribe cho anh Hoàng đẹp trai. Thay vì các bạn phải gọi add từng file một, các bạn có thể git add chấm, nghĩa là nó sẽ add toàn bộ các file vào luôn, và các bạn git commit để các bạn lưu cái thay đổi này vào cái repo ở trong máy. Rồi, các bạn push lên. Đó, khi các bạn lên đây các bạn sẽ thấy là các bạn có hai commit nè. Đó, đây là hai commit của ông Hoàng. Và mỗi commit thì các bạn bấm vào nó sẽ biết mình đã thêm cái file gì vào, mình đã thêm dòng nào xóa dòng nào. Rất là tiện để không có tình trạng là mỗi thằng nó sửa cái gì mình không biết được nha. Những cái thay đổi gì trong control là mình đều biết được hết. Rồi giả sử như thế này nha. Giả sử như là bạn của bạn đúng không? Nó vô nó tải về rồi á, nó muốn sửa file này á, giả sử nó sửa file này nè. Anh Hoàng đẹp trai, nó thêm một dòng là anh Hoàng ra clip vào thứ ba, sao lại đúng không? Đó, tức là khi mà nhiều người làm việc chung á thì không phải chỉ có bạn commit mà sẽ có rất là nhiều người commit, và các bạn thấy bây giờ nè là nó có tới 3 commit, nghĩa là trên cái source code khi mà file about nè thì nó sẽ có thêm 2 dòng là, nhưng mà code hiện tại của mình á thì nó chỉ có một dòng thôi. Thì là sẽ để mình đồng bộ cái source code của mình từ trên này đồng bộ về máy mình, thì mình sẽ chạy lệnh git pull. Thường git pull hoặc git fetch các bạn phải mệt nữa tốn công lắm. Các bạn thấy nè, nó sẽ có một cái commit và các bạn sẽ thấy là có cái thay đổi này là bây giờ đó ở trong máy mình á thì nó đã có cái file này rồi, nó đã có cái dòng này rồi, và khi mà mình check git log á thì mình sẽ thấy là mình sẽ có cái commit này nè, update vào HTML này nha. Thì còn một cái hay ho nữa đó là resolve conflict, tức là gì? Conflict là nhiều khi các bạn sửa trên cùng một file chẳng hạn nó sẽ bị đụng nhau nha. Có một mình là thằng B đúng không, mình sửa cái này nè, a hi hi cố ý để conflict đó, nó commit như vậy rồi, trong này thì mình không hề hay biết gì hết, mình cũng sửa, mình cũng thêm một dòng, mình cũng sửa ngay file này luôn, mình kêu là thứ ba 8 giờ tối và chủ nhật nữa chẳng hạn, rồi nha, mình không biết gì hết. Bây giờ mình sẽ commit cái này, đầu tiên là git add nè, tiếp theo là git commit sửa file để tạo conflict. Rồi, giả sử mình muốn push lên nha, để đồng bộ nè, dĩ nhiên là không được, nó sẽ báo lỗi nè, nó sẽ kêu không thể push nè, tại vì remote có cái mình không có nè. Đó, vì vậy nên là mình phải pull trước mình mới được push. Thì giả sử mình git pull nha, thì nó sẽ báo nè, nó sẽ báo là conflict, một conflict nè, thì mà không được thì nó sẽ hiện như thế này, đó là có hai cái, một cái là anh Hoàng ra cái lưu tố thứ hai chữ cái conflict nè, một cái là nếu mà các bạn dùng tool thường á thì nó sẽ chỉ hiện ra là hai cái dòng này thôi, đây nè. Nếu các bạn dùng tool thường á thì nó sẽ chỉ hiện ra là cái dòng này và cái dòng này thôi.
thì các bạn sẽ chỉ cần xóa một dòng, các bạn để dòng còn lại là được. Còn trong Visual Studio Code mình dùng á thì nó có cho chọn á là mình chọn cái nào luôn, chọn cái incoming là cái tiếp cái kia hay là current là cái trong máy mình, thì mình chọn cái trong máy mình này nha. Sau đó mình sẽ add lại, mình add lại nè. Sau đó mình commit, mình báo là resolve conflict. Đó, sau đó mình push lên. Đó là cách để mà các bạn xử lý conflict các bạn làm việc chung. Thì giả sử như là mình là một thằng mới, mình không biết gì hết đúng không? Giờ giả sử mình không có cái dự án này luôn, mình muốn tham gia chung á, thì mình làm sao? Thì đầu tiên để mình xóa cái GitLab demo, GitHub demo này đi nha. Xong rồi nè, thì mình sẽ vào comment line nè. Mình quay lại đây, mình coi cái source code này. Mình sẽ lấy cái link để tải về này nha, mình copy cái link này nha. Rồi mình mở comment line nè, mình sẽ gọi là git clone. Sau đó mình dán cái link vào, enter nè. Thì nó sẽ lấy code từ cái source code này về. Và khi mà mình vào cái thư mục GitHub demo hoàng đẹp trai á, thì mình thấy nó đã có những cái file GitLab about internet này. Thì mình cứ vào mình sửa thôi. Nếu mà các bạn làm gọi là tầm đồ án tốt nghiệp đồ, hoặc là làm sinh viên tầm team cỡ 3-4 người đó, thì các bạn chỉ cần cái flow này đủ rồi, các bạn chỉ cần là để chung một cái source code trên source control như thế này, sau đó là cứ mỗi người pull về, rồi ai làm xong cái gì đó thì cứ commit rồi push lên, là anh em cứ pull về cứ xử lý là được. Thì đó là cái mô hình rất là đơn giản rồi, hồi xưa mình cũng hay làm ở công ty cũng có, nhưng mà những công ty mà họ chuyên nghiệp hơn một tí á, thì họ sẽ sử dụng git run và pull request, thì nó gọi là hơi nâng cao một chút, thì mình sẽ giải thích tiếp nha. Còn nếu các bạn có thể, các bạn thấy là thì cũng đủ rồi, nghĩa là đủ để các bạn làm những cái đồ án tốt nghiệp hoặc là làm những cái dạng dễ dễ ít người rồi nha. Ok, xong những bước cơ bản rồi thì chúng ta bắt đầu đi nâng cao một tí nha. Thì nâng cao chứ cũng nó không có gì khó lắm đâu. Thì ví dụ như là brand và merge, thì đây là thêm, các bạn chỉ cần biết thêm cỡ khoảng 3 câu lệ nữa là được, đó là git brand, git checkout và git merge. Còn một vài cái nâng cao như là repeat và cherry pick thì cũng lâu lâu dùng. Nó hơi phức tạp chút nhưng các bạn có thể tự tìm hiểu nha. Thường thường á, người ta sẽ không có code dạng như là mỗi người code xong một tí xong rồi commit vào ngay master, mà mỗi chức năng nó phức tạp á thì người ta sẽ tạo một run riêng bằng lệnh git run và git checkout. Sau đó khi mà người ta cảm thấy chức năng nó chạy ok rồi, test ok rồi, người ta sẽ bắt đầu là merge cái chức năng đó vào sụp code chính master. Và những công ty lớn hoặc là công ty họ làm đàng hoàng á, thì thay vì merge trực tiếp á, thì họ sẽ tạo ra một cái gọi là pull request. Tức là pull request tức là nó là hiển thị những cái thay đổi của code. Khi các bạn làm một cái pull request thì người ta đọc được là bạn đã thay đổi những gì trong code, nó gom lại, người ta sẽ review cái code đó. Khi mà thấy code ok, người ta sẽ accept cái pull request, tức là merge cái thay đổi đó vào cái branch master. Và đây cũng là cách để mà các bạn tham dự vào các dự án là open source, nhưng mà cái đó thì mình sẽ nói vào cái kỳ sau nếu các bạn nào có hứng thú. Ok, vậy ta bắt đầu demo ngay cho nóng nha. Thì quay lại với cái dạng ban nãy nha. Thì giả sử bây giờ là mình muốn thêm một cái chức năng, đó là hiển thị danh sách list GIV anh Hoàng hay xem đúng không? Nhưng mà mình không có thích bỏ vô source code mà mình tạo một run mới, tại vì nó cần sửa khá là nhiều. Thì mình sẽ chạy lệnh run nè, rồi add link GIV. Thì đây là run, là git run cộng với lại tên run để tạo. Nghĩa là giờ các bạn đã có hai run rồi nè, bây giờ các bạn sẽ có một run chính là master và một run add link GIV. Giờ nếu mà muốn chuyển code qua run add link GIV, các bạn sẽ dùng lệnh git checkout link GIV. Đó, giờ thì code các bạn đã ở run add link GIV nè, các bạn chạy git run lại thì các bạn sẽ thấy nè. Thì thường thường nếu như các bạn lười, các bạn có thể git checkout b cộng với lại tên run luôn, thì nó sẽ tự tạo run, tự checkout luôn. Bây giờ này mình sẽ thêm một cái file gọi là gav.java.html cho bạn còn mọi nghi ngờ, làm một cái list ul rồi oi java ua mikami. Và bây giờ thì mình sẽ commit. Các bạn để ý là mấy cái tool id thường thì nó hỗ trợ cả rồi, mình chỉ các bạn cách dùng comment line. Các bạn có thể dùng tool, những cái tool này nè, nó hiển thị là các bạn đã có cái file chain này nè, các bạn đã đổi chain này nè, các bạn có thể bấm nút cộng để add cái file đó vào. Và các bạn có thể gõ message ở đây, tức là, và các bạn bấm nút này để các bạn commit nó lên. Và sau đó thì các bạn có thể push từ đây. Mà giả sử mình git push nha, thì nó sẽ báo lỗi nè, nghĩa là cái không có trên nó không có brand nào tên là gav hết. Thì mình có thể thêm lệnh upstream để mà tạo một cái brand tên là gav, thì mình gõ thôi. Thì các bạn thấy đó, các bạn có thể dùng tool để các bạn làm cái việc này, nhưng các bạn gõ bằng tay, gõ comment line thì các bạn sẽ ngầu hơn là một, nhanh hơn là hai, các bạn sẽ hiểu rõ hơn là ba. Thì các bạn quay lại cái source code chính nha. Thì các bạn thấy đó, ở master á thì nó chỉ có hai thông này thôi, còn ở cái brand là add link gav á thì nó có thêm cái trang java này nữa. Giờ giả sử á mình muốn tạo một cái chức năng khác không liên quan tới cái trang này á, thì mình có thể quay lại cái link master này, cái master này. Thì ở master các bạn thấy không, nó chỉ có hai file thôi. Còn mình muốn quay lại cái trang gav á, để chứ để mình gắn thêm link gav á, thì mình gõ tiếp checkout qua đây. Và giả sử như là mình thấy là chưa thiếu, mình cần thêm gav nữa, thì mình thêm một cái là sawamura 341 chẳng hạn. Ok, và mình add thôi. Đây nè, cái này thì là một số trick, ví dụ các bạn cài những cái login rồi thì nó rất là tiện, các bạn có thể vừa commit vừa gõ comment luôn là add sawamura mà các bạn push gp đó. Khi mà các bạn cài một số plugin thì các bạn có thể gõ lệnh ngắn gọn thế này, cũng không cần phải gõ đầy đủ làm gì. Thì bây giờ nha, mình cảm thấy là mình lên add gav nè, mình có 7 commit nè, mình thấy là cái chức này đã hoàn thành ok rồi á, thì mình sẽ vào lại brand master git checkout master nè. Mình sẽ làm gì, mình sẽ merge cái code từ cái brand này về brand master. Thì mình sẽ chạy lại lệnh git merge add link gav. Khi mà mình coi git log thì mình thấy là code master nè, thì đây là hai cái commit mình đã lấy được từ cái run lngav đúng không? Và khi mà mình commit đó thì mình push lên. Thì khi các bạn quay lại, các bạn vào lại run master á,
thì các bạn sẽ thấy nó đã có cái file Java rồi và nó đã có hai cái commit từ SLG AV và SLG Mura rồi. Đó, thì đó là cái cách dùng merge. Còn những công ty họ làm đầy đủ hơn hoặc là cẩn thận hơn thì họ sẽ không có merge trực tiếp như vậy mà họ sẽ tạo pull request. Thì giả sử mình muốn tạo một cái pull request bằng cái list JV ít quá nha, thì mình sẽ đầu tiên là mình sẽ tạo một cái brand mới, mình sẽ git check out brand more JV. Đó, và mình sẽ vào đây, mình sẽ copy thêm, mình sẽ tìm list UA Sakura. Các bạn này thì các bạn đã tìm tên nha, thật ra mình cũng không có biết tên đâu, mình đoán đại thôi. Sau này là mình sẽ commit cái này lên UA, các bạn add cái file này vào, là đây là tương đương với lệnh git add và các bạn commit nó và các bạn push nó lên nè. Đó, thì khi mà các bạn lên xong á thì các bạn sẽ thấy nè, trên GitLab nó có một cái, bạn vừa có một cái brand mới là SLGV thì tạo một cái pull request. Thì pull request để làm gì thì mình sẽ làm cho các bạn thấy. Ví dụ như là tạo pull request SU in Miami đúng không? Rồi mình sẽ tạo như vậy và đây là write, tức là mình sẽ viết giải thích là tại sao mình lại hiện thực cái chức năng gì. Add to more JV idle chẳng hạn và mình tạo pull request. Ok. Thì lúc đó ông team lead hoặc là sẽ có một bạn khác trong team, người ta review code của mình, người ta thấy là mình code của mình nè, nó có một commit nè và những thay đổi gì là mình đã có thay đổi hai cái file này, người ta có thể comment con nhỏ này nghỉ rồi bỏ ra dạng vậy, người ta có thể comment như vậy đó để mình biết. Tiếp theo là mình có thể kêu là commit ok chẳng hạn đó và approve. Thì thường thường á là người khác có thể sẽ approve cái của mình. Sau khi mà approve xong á thì mình có thể merge, tức là mình bấm một request này thì mình có thể là merge commit hoặc là swap and merge. Tức là nhiều khi các bạn á có nhiều commit nhưng mà commit lung tung quá thì swap, tức là nó sẽ gom lại thành một commit duy nhất, nó sẽ merge thẳng vào hoặc là nó merge pull request. Thì cái việc này giúp cho là thay vì các bạn merge thẳng thì pull request thì các bạn dễ dàng biết là ai thay đổi cái gì, các bạn sẽ comment được cần sửa cái gì, cần chỉnh cái gì trước khi merge code vào. Đó, các bạn thấy code mà đã hoàn chỉnh rồi thì các bạn có thể bấm merge pull request là xong, merge nè. Ok, confirm message. Thì đó, khi các bạn quay lại nè thì cái thay đổi mà 2GB idle á thì nó đã hiển thị ở trong này. Đó, và khi mà mình quay lại git grandmaster này nha thì mình thấy nó mới có hai cái thôi, nhưng mà khi mà mình pull nè, nó kêu là git của bạn đang chậm hai commit so với lại master này, khi mình pull á thì nó đã có thêm hai nhân vật mới. Đó, vậy đó. Đó là cái flow hay dùng nhất. Nói chung là nắm rõ cái flow cơ bản vừa rồi và cái flow này là các bạn đủ để đi làm vô tư rồi. Đi làm còn không có phức tạp hơn mấy đâu rồi. Các bạn phải rebase hoặc là change topic một ít thôi, còn lại thì có gì phức tạp đâu nha. Đó, cái này bạn đang muốn tìm hiểu thêm thì có thể bấm vào mấy cái link trong này, dạng như cái tutorial này hoặc là có vài cái link mà chỉ các bạn cách viết git như thế nào, xong rồi là có cả hình ảnh rồi minh họa luôn, rất là tiện nha. Đó, vlog cái này tới đây là hết rồi. Vlog hơi dài một tí nên là các bạn đã chịu khó coi tới cuối cùng đó, thì mình rất cảm ơn các bạn đã chịu khó theo cùng mình vào cái clip khá dài nha. Hy vọng clip nó sẽ kết cho các bạn và nó hơi kỹ thuật một chút, chưa hiểu lắm các bạn đừng có người coi clip không, các bạn coi các bạn thử làm theo, các bạn sẽ thấy là clip cũng có khó như mình nghĩ đâu nha. Nếu các bạn mà thấy mình muốn mình làm clip nhiều cái kỹ thuật dạng vậy hơn, các bạn cứ comment để mình biết nha. Kỳ trước mình đã làm một cái clip để học Rarity trong 15 phút rồi đó, kỳ này là chắc là phần 2 học Git trong 15-20 phút. Nếu các bạn mà có hứng thú mình sẽ làm mà cái series khác như là học Docker trong 20 phút hoặc là học cô đang trong 20 phút chẳng hạn nha. Ok. Đó, bye bye mọi người. Các bạn đã thấy thích nhất online cho mình nha. Có dưới này học cấp trên này nha. Hẹn gặp lại các bạn thứ hai tuần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tới cuối clip nha. Bye bye mọi người.